Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện bây giờ Ngọc Thúy đang có mặt tại ACO Furniture, tọa lạc tại số 397 Blossom Hill Road, thành phố San Jose. ACO Furniture là nơi bán đồ trang trí nội thất do người Việt làm chủ, rộng lớn. Tại đây quý vị có thể tìm ra những sản phẩm như là sofa, bàn ăn, tủ, giường, nệm dành cho người lớn cũng như các em thiếu nhi. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Ngọc Thúy gặp gỡ người điều hành ACO Furniture cũng như là xem họ có những sản phẩm nào thích hợp cho chúng ta và hiện bây giờ đang có những chương trình đặc biệt nào cho mùa lễ này. ACO Furniture là một showroom rộng lớn tọa lạc trên đường Blossom Hill, thành phố San Jose, rất thuận tiện cho khách hàng ghé đến và cũng là một trong những nơi gần gũi với cộng đồng Việt Nam. ACO Furniture do vợ chồng anh chị người Việt làm chủ và đã phục vụ khách hàng trong nhiều năm qua. Có thể nói, ACO Furniture được nhiều khách hàng đánh giá cao về uy tín, cách phục vụ cũng như am hiểu nhu cầu của khách hàng. Chị Dung là người điều hành ACO Furniture đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi. Thưa quý vị, bên cạnh Ngọc Thúy là chị Dung, là một trong những người điều hành ACO Furniture. Thưa chị Dung, chị có thể cho Ngọc Thúy biết rằng showroom của mình có bao nhiêu square feet và những sản phẩm nào mình đang có thưa chị? Showroom của ACO Furniture thì hơn 32.000 square feet. Ở đây chị carry rất là nhiều hàng, từ contemporary cho tới traditional. Có cả Natuzzi mà người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam mình rất là thích. Ngoài ra thì cũng có những cái hãng nổi tiếng như là Flex Steel, Jonathan Lewis, rồi những hãng nệm nổi tiếng luôn, rất là nhiều. Thưa chị, em thấy rằng cũng có rất đông những khách đến đây đang xem những bộ furniture là người Việt Nam. Thì khi mà mình có nhân viên tiếp xúc với người Việt Nam, mình chuyên nghiệp như thế nào thưa chị? Ở đây đặc biệt là chị có người nhân viên người Việt Nam để giúp những khách mà tới đây cảm thấy thoải mái khi mà nói chuyện với người Á Đông mình hơn. Thì cái quan trọng và cái đặc biệt là họ rất là tận tình trong vấn đề tiếp đãi người Á Đông mình. Ngoài ra còn có những cái giá tiền rất là đặc biệt cho những đồng hương của mình. Khi mà lái xe trên đường thì lâu lâu em vẫn thấy những chiếc xe của ACO Furniture delivery những sản phẩm tới tận nhà cho khách. Thì có thể nói rằng thấy nhiều thì chắc chắn là bán rất là nhiều. Thì mình có chương trình làm loan cũng như là delivery như thế nào thưa chị? Ở đây thì chị có cái chương trình mà trả góp không có tính tiền lời, có thể lên tới 36 tháng hoặc là 48 tùy theo cái số tiền mình mua. Ngoài ra đó thì cho đặc biệt cho người Á Đông mình thì ở đây có chương trình chở hàng tới nhà, set up đàng hoàng hết, không có tính tiền, coi như là free. Chị trong suốt những năm làm trong lĩnh vực về trang trí nội thất thì chị nhận thấy người Á Đông của mình khi đến chọn hàng có khó hay là dễ thưa chị? Thật ra thì người Á Đông mình biết xài và biết thưởng thức hàng. Nếu mà mình hiểu được tánh và biết được họ muốn cái gì thì cũng không có khó đâu em. Thưa chị, nhân dịp Ngọc Thúy đến đây thì chị có lời nào muốn gửi đến khán giả cũng như là những người đã ủng hộ chị trong suốt những năm vừa qua? Trước hết thì chị cũng cảm ơn Ngọc Thúy và đài đã có giúp cho tiệm có một cái phương tiện để mà truyền bá với lại cộng đồng của mình. Trong những năm vừa qua thì tiệm rất là cảm ơn những khách đã ủng hộ hết mình. Thì nhân cái việc này thì chị cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả những quý đồng hương đã ủng hộ tiệm ACO Furniture trong những năm tháng vừa qua và rất là mong để có thể được tiếp tục để phục vụ cho quý đồng hương. We'll be right back.
Trang trí sắm sửa cho nhà cửa là điều ai cũng thích. Nhưng làm sao để biết là mình chọn loại bàn, ghế, giường, tủ nào thích hợp cho căn nhà của mình? Đó sẽ làm mất rất nhiều thời gian của quý vị. Chọn được chiếc bàn đẹp hay một bộ sofa vừa ý không phải dễ. Có khi chúng ta phải đi nhiều showroom mới tìm được món đồ vừa ý. Nhưng nếu quý vị ghé qua ACO Furniture với nhiều sản phẩm và trong catalog, tiệm sẽ order những món mà quý vị thích và những bộ bàn ghế được sắp xếp hình mẫu, được trưng bày sẵn sàng, sẽ có nhiều gợi ý cho quý vị. Vì chủ nhân của ACO Furniture là người Việt, nên anh chị hiểu rõ sở thích của người Á Đông, luôn nhập những mặt hàng theo nhu cầu của khách. Tại đây, tiệm có hơn 80 bộ sofa trưng bày, kiểu cách sang trọng, giá từ 299 đến 2999 để quý đồng hương dễ dàng chọn lựa. Vào những dịp lễ trong năm, ACO Furniture luôn có những chương trình giảm giá, có khi lên đến 70%. Ngoài ra, ACO Furniture luôn có những chương trình trả góp dài hạn. Quý vị hãy ghé qua ACO Furniture chọn cho mình và gia đình những món đồ trang trí nội thất ưng ý, chất liệu tốt và được những chương trình giảm giá hấp dẫn. Sau khi đi một vòng tham quan ACO Furniture thì Ngọc Thúy cũng đã thấy mỏi chân rồi vì showroom quá rộng và có thật nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Quý vị có thể lựa chọn những sản phẩm cổ điển hay là tân thời, từ sofa cho tới giường ngủ. Chắc chắn là dịp này Ngọc Thúy phải đổi bộ sofa cũng như là một cái bàn ăn rồi. Nếu quý vị có những nhu cầu về trang trí nội thất, quý vị hãy đến đây với ACO Furniture tọa lạc tại số 397 Blossom Hill Road, thành phố San Jose. Ngọc Thúy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.